Cùng chia sẻ niềm vui trung thu với trẻ em cả nước thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện vượt lên số phận của hai em nhỏ không may mắn. Và mặc dù số phận không may khiến cho hai em Lê Bảo Ngọc và Lê Nữ Yến Vi ở xã Hương Lâm, huyện Hương Khê của tỉnh Hà Tĩnh bị bệnh xương thủy tinh và não úng thủy. Thế nhưng bằng nghị lực phi thường, cả hai em đều đạt kết quả cao trong học tập và trở thành tấm gương sáng để mọi người noi theo. Hình ảnh chị Đinh Thị Thoa, ngày tám lượt bồng hai đứa con đi và về từ nhà tới trường đã trở nên quen thuộc đối với người dân xã Hương Lâm. Cả hai anh em Lê Bảo Ngọc và Lê Nữ Yến Vi đều bị bệnh không thể đi lại khiến người mẹ trẻ từng khóc hết nước mắt, không thể đi làm ăn đâu xa để ở nhà chăm con. Để cháu đâu thì khoảng 2-3 tháng là... bắt đầu cháu bị phát hiện ra là người tính phát triển mà đâu thì to dân. Thì khoảng cháu được 1 tuổi thì em đưa ra bệnh viện nhi đi khám thì họ nói là hải mô mà lại bị xương thủy tinh, bị não úng thủy. Khi bé Ngọc được 5 tuổi thì vào năm 2010 với mong muốn có một đứa con lành lặn và khỏe mạnh nên anh chị sinh thêm bé Vi. Tuy nhiên, nỗi đau lại nhân đôi khi người em gái lại mắc bệnh giống anh trai mình. Thế nhưng ngược lại với thân hình bé nhỏ, Bảo Ngọc năm nay đã học lớp 7, Yến Vi học lớp 2 và đều là học sinh khá giỏi, trở thành niềm động viên lớn nhất của bố mẹ trước những nỗi đau quá lớn. Em cùng bọn cho cháu học thì cũng có điều kiện mà theo đuổi chưa bệnh cho cháu. Những nét chữ đầu tiên mà Bảo Ngọc tập viết đều thấm đẫm nước mắt của hai mẹ con. Đầu vừa to vừa nặng nên ngồi học em phải kê cằm xuống một cái chén trên bàn mới viết được. Thằng đầu to, người ngoài hành tinh là những biệt danh mà bạn bè trêu chọc những ngày đầu đến lớp. Nhưng các em đã vượt lên tất cả để đạt kết quả cao trong học tập, trong sự ngỡ ngàng của gia đình, thầy cô và bạn bè. Có cảm giác khổ kép nhắn từ cô dạy con hiểu dần hiểu được dần quen các bạn mình giúp đỡ con trong học tập nghe trong bông nghỉ bông về các bạn giúp con như vệ sinh ước mơ của con sau nghĩ là hoa sĩ và con sẽ cố gắng học cực giỏi. Cũng chỉ đạo nhờ các bạn nam trong lớp là giúp đỡ bạn Ngọc những lúc bạn cần thiết. Và có những cái đợt như là vào đầu năm rồi là về hỗ trợ sách vở rồi là những cái chi phí cho học sinh đặc biệt như em Bảo Ngọc là nhà trường cũng rất là quan tâm. Bước chân của mẹ vẫn đều đặn đi về mỗi ngày để bồng bế các con đến trường. Dù vất vả, nhưng tình yêu thương và hình bóng bố mẹ sẽ luôn bên cạnh, là nguồn động viên, an ủi để các em thực hiện ước mơ của mình trên những chặng đường dài gian nan phía trước.